Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mời dành cho tất cả anh em tham gia chương trình iGroup từ dự án Dali Valency. iGroup này chúng ta sẽ nhận được 0.01 token EFI. Một token này đã list trên sàn Uniswap nha các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, mình mở cái trang shader của mình ra rồi các bạn làm theo mình nha các bạn. Rồi các bạn like cái nè. Các bạn tự quyết chứ ba người bạn các bạn. Bạn nhập vào tự quyết nè. Bạn tan ba người bạn của tất cả các bạn, những người bạn thường xuyên các bạn, bạn tan mà loạn xạ là bị phá hạt như mình đó. Khoan các bạn ơi, một người bạn nè, vì cái theo quên mới mình không có biết người bạn nào là bản thân mình luôn. Hai nè, ở cộng để mình kiếm thêm một người nữa bạn ơi. Rồi đại đi ba người bạn, rồi bạn bấm test lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một pha các bạn chèn chát nhé. Rồi các bạn bấm vào Dali Fantasy này các bạn. Rồi bạn bấm vào một theo dõi nha các bạn. Xuống đây bạn cũng like nó bài đi nha các bạn. Rồi các bạn tụi biết lên cái nữa đi các bạn. Ôi rồi các bạn khỏi đi các bạn. Muốn test test muốn không cũng được nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn nhiệm vụ vô anh Telegram group này các bạn bỏ đi cũng được các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đi cái link form này thứ hai này các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một pha nè. Vô email nó kêu mình điền địa chỉ email của mình, các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Vô ETH. Rồi các bạn mở địa chỉ bắt vui chắc các bạn điền địa chỉ với C 20 các bạn vào các bạn. Bạn nào không biết tôi với chocolate mình có để cái video hướng dẫn tôi với chocolate cho tất cả các bạn dưới phần link mô tả nha các bạn, và những cái link tại dưới trên link và những cái video hướng dẫn bán coin nọ cho các bạn các bạn. Rồi bạn chép vào ba chỗ gạch sao chép địa chỉ với ETH này. Rồi các bạn mở trang trader của mình lên hồi nãy nha các bạn. Rồi bạn bắt vào đây nha các bạn, rất là dễ luôn. Rồi bạn bấm ok nha bạn. Rồi các bạn cũng mở trang trader của mình điền username nha bạn. Bạn nào không biết thì để một cái phần link mô tả cứ cái mẹ đi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy username các bạn. MMO của bạn username mới luôn đổi ngày hết. Rồi ở đây thì đánh giá các bạn chọn 10 luôn đi các bạn. Rồi đây thì continue nó đã list sàn Uniswap nha các bạn. Rồi bạn bấm submit nha các bạn. Rồi như vậy mình đã gửi các bạn còn thành dự án gì, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn chào những video clip tiếp theo từ mình nha.